Hội Ngộ Mùa Thu, lớp văn ca khóa 6872, kỷ niệm 50 năm ra trường 1972-2022. Người già thường sống bằng kỷ niệm, chính vì thế khi được tin ban liên lạc cho biết lớp văn ca chúng tôi sẽ họp lớp vào ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2022 tại Ninh Bình, một danh lam thắng cảnh của đất nước, quê hương của Trương Đình Tưởng, ai cũng hồ hởi, háo hức xốn sang, mong sao nhanh đến ngày hội ngộ để gặp nhau, ôn lại những kỷ niệm khó quên của thời sinh viên sôi nổi. Văn ca ơi, năm tháng đã đi qua, tiếng gọi bạn thao thiết từng giây phút. Nửa thế kỷ rồi, hôm nay họp mặt, mọi người về có đủ hay không? Tâm trạng ấy cứ kéo dài suốt cho tới khi chúng tôi gặp nhau. Gần 60 gương mặt của lớp và những kỷ niệm trong quá khứ cứ ùa về trộn rộn, tranh trao khó tả. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, đúng 7 giờ 30 phút xe chúng tôi lăn bánh trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình để về cố đô Hoa Lư tụ họp. Gần 2 tiếng chúng tôi đã có mặt tại khách sạn Hoa Lư. Vợ chồng Trương Đình Tưởng và mọi người chờ sẵn ở tiền sảnh, chạy ùa ra đón chúng tôi. Mọi người ôm nhau nghẹn ngào không nói nên lời, thậm chí Phương và Tám còn không nhận ra được nhau, mặc dù đã ở trọ với nhau cùng nhà thời sơ tán ở Hưng Yên. Trương Đình Tưởng bây giờ là nhà nghiên cứu văn hóa Ninh Bình, chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Ninh Bình, luật sư cử nhân ngữ văn. Anh mở văn phòng luật sư mang tên Văn phòng Luật sư Tràng An. Anh Tưởng rất hiểu văn hóa và những địa điểm du lịch Ninh Bình. Vợ chồng anh dẫn chúng tôi thăm chùa Non Nước, du lịch sinh thái Thung Nham và đặc biệt danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động. Hai ngày trải nghiệm sông nước Ninh Bình với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và lãng mạn mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta thật tuyệt vời. Những tiếng cười, tiếng hát, những vần thơ ngân vang trên suốt chặng đường du ngoạn. Đó là những liều thuốc bổ xua tan đi mệt mỏi. Mọi người ai cũng thấy vui vẻ và mạnh giỏi hơn. Chúng ta đang đi thăm Bích Động, Tam Cốc, Tràng An. Mời các bạn nghe bài thơ Tràng An của thi sĩ Ngọc Bích tặng thi sĩ Trường Giang, Ninh Bình. Một lá thuyền trôi giữa núi sông, quanh co hang động phủ rêu phong, chim ca cá lượn tha hồ ngắm, hoa nở mây vờn mặc sức trông. Em gái tay trèo như vũ nữ, thi nhân ngâm vịnh tựa minh không. Tràng An kỳ thú tha trời ban tặng, thơ gửi Tràng Giang có mấy dòng. Cảm ơn. Đêm giao lưu thật cảm động, thấm đậm nghĩa tình, thật là khó quên. Thời gian kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến gần 1 giờ đêm mà vẫn chưa muốn chia xa. Gần 60 người mà về Hà Nội tụ được hơn 20 người. Người vẫn còn, người đã quy tiên, người thì ở phương trời xa lắc, người già yếu, người thì bệnh tật. Cuộc hội ngộ này chỉ có thế này ư? Trong không khí nghĩa tình ấy, ai cũng lên chia sẻ những kỷ niệm ngày xưa, những lời thơ, tiếng hát và ghi hình lưu niệm. Nhớ ngày đầu tháng 9 mùa thu, trời Hà Nội hải hưng còn tươi sắc nắng, hoa phượng vẫn còn khoe sắc thắm, chúng mình vào sư phạm khoa văn. Sơ tán hải hưng vừa tròn một năm, chúng mình lại trở về Hà Nội. Bao kỷ niệm thời sinh viên sôi nổi cứ ùa về nửa thế kỷ đầy vơi. Kết thúc hai ngày hội ngộ, chúng tôi chia tay bằng bữa tiệc dê đặc sản Ninh Bình. Tiếng hát tiếng cười âm vang sôi nổi, trẻ trung như thời sinh viên sôi nổi. Ai biết được đó là những ông bà mái tóc bạc phơ 70-80 tuổi. Quên đi tuổi già vui mãi tuổi đôi mươi. Lời bài hát qua cầu gió bay dã bạn đến hẹn lại lên, cứ dùng rằng, cứ gian díu như không muốn xa rời.
cảm động quá, lưu luyến quá. Như cụ Nguyễn Du đã viết, đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày mai sau. Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi gặp lại nhau sau nửa thế kỷ. Cảm ơn vợ chồng Trương Đình Tưởng đã đón tiếp chúng tôi nhiệt tình, chu đáo đến hết mình. Chia tay nhé Văn Ca ơi, hẹn gặp lại lần sau nhé. Gặp nhau rồi mà cứ ngỡ như mơ, mất còn ai tính được chữ ngờ. Chỉ có cây đời là xanh tươi mãi, thời sinh viên trong sáng đẹp như thơ. Ninh Bình, những ngày tháng 9 năm 2022. Đỗ Ngọc Bích. Mời các bạn nghe thi phẩm Hội Ngộ Mùa Thu, thơ Ngọc Bích qua giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Quang. Văn ca ơi, năm tháng đã đi qua, tiếng gọi bạn thao thiết từng giây phút. Nửa thế kỷ rồi hôm nay họp mặt mọi người về có đủ hay không? Người vẫn còn, người đang hy sinh, người thì ở phương trời xa lắc. Người già yêu, người thì bệnh tật. Cuộc hội ngộ này chỉ có thế thôi. Nhớ một ngày tháng 9 đầu thu, trời Hà Nội hải hưng vàng tươi sắc nắng. Hoa phượng vĩ vẫn còn khoe sắc thắm, chúng mình vào sư phạm hoa văn. Sơ tan hải hưng vừa tròn một năm, chúng mình lại trở về Hà Nội. Kỷ niệm thời sinh viên sôi nổi cứ ùa về nửa thế kỷ đầy vơi. Anh Dung đâu rồi, anh Trực nhớ chiều cầu dây uống bia hơi. Ta mở điểm sáng nhà A7, cờ đỏ đêm ngày ta rong chơi. Nhớ ngày sơ tan ở Hưng Yên, em sắm vai vua trông rất hiền. Chỉ vì say đắm làng thì lộ, gây lên đại án lệ chi phiền.
tuyệt vời, đi tìm đồng đội chẳng hề ngơi, cho nấp văn ca mình về đủ như chưa hề cách trở. Gặp nhau rồi mà cứ ngỡ là mơ, mất còn ai tin được chứ. Chỉ có cây đời xanh tươi mãi, thời sinh viên cảm ơn.